Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dung dịch vệ sinh Chaco Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dung dịch vệ sinh Chacotalin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của dung dịch vệ sinh Chacotalin Chiết xuất trầu không Công dụng và chỉ định Khử mùi hôi, hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ mang lại cảm giác thoải mái tự tin. Duy trì niêm mạc vùng nhạy cảm săn chắc mịn màng làm hồng cô bé. Diệt khuẩn và nấm giúp phòng chống các bệnh phụ khoa. Cách dùng, liều dùng. Làm ướt vùng kín bằng nước sạch, lấy một lượng dung dịch ra lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đều lên vùng kín 1 đến 2 phút sau đó rửa sạch bằng nước sạch. Nên dùng hàng ngày để vệ sinh. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dung dịch vệ sinh Tracotalin, đồng thời biết cách sử dụng dung dịch vệ sinh Tracotalin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham